Tiếp tục chương trình thì xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Thang Kim Sang trình bày về chuyên đề về những tiến bộ của y học cổ truyền trong điều trị ung thư đại trực tràng. Kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp, hôm nay thì em rất vinh dự có thể đứng ở đây để chia sẻ với mọi người một cái kiến thức về y học cổ truyền trong điều trị ung thư đại trực tràng. Và trước hết thì cũng xin cảm ơn cô Bay đã tạo điều kiện và cơ hội cho em có thể đứng đây để chia sẻ những kiến thức. Về tổng quan thì trước hết thì phần trình bày của em thì có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là về tổng quan về phần dịch tễ, cái thứ hai là về quan điểm của y học cổ truyền về ung thư đại trực tràng, và cái thứ ba là các bài thuốc trong nghiên cứu lâm sàng về ung thư đại trực tràng. Về phần tổng quan thì đây là một cái thống kê vào năm 2020 của GlobalCan, thì thấy rằng là trong dân số Việt Nam vào năm 2020 là có 97 triệu người, thì trong đó cái số ca mắc ung thư là chiếm khoảng 180.000, và cái số tử vong là cái chiếm khoảng cũng gần 60%. Và trong đó thì chúng ta thấy được cái tỷ lệ mà bị mắc ung thư đại trực tràng ở cả nam và nữ là chiếm khoảng 9%. Và về thống kê chung thì thấy rằng là trong số top các cái ung thư thì ở nam và nữ thì cái ung thư đại trực tràng thì cũng xếp thứ khá cao, khoảng thứ 3 hoặc thứ 4. Thì cho thấy là tầm quan trọng của điều trị và cái độ nặng nề của ung thư đại trực tràng như thế nào. Tiếp theo thì tôi xin trình bày về cái quan điểm của y học cổ truyền về ung thư đại trực tràng. Thì về ung thư đại trực tràng thì theo y học học hiện đại với tên là gọi là ung thư đại tràng, nhưng với y học cổ truyền thì ta không có một cái tên gọi tương ứng mà chỉ có những cái triệu chứng như là gọi là trường tích, chân hà, tích tụ, hoặc là trường đàm, trường phong, tạng độc, hà lệ, tỏi ăn chỉ. Thì những cái triệu chứng này gồm có như là ở trong bụng chúng ta sẽ có những cái triệu chứng như là một cái khối u cứng, hoặc là những cái triệu chứng là tiêu ra máu. Về cơ chế bệnh sinh, đây là một cái giản lược trong một cái bài mà review thì cho rằng đó là sự mất cân bằng về chính khí, cũng như là sự tăng cái về những cái yếu tố gây bệnh như là nhiệt, như là thủy thấp hoặc là độc chất. Kèm theo đó là cái sự suy yếu của hai tạng là tơ tỳ và thận. Thì kết quả lâu ngày thì gây ra cái tình trạng những cái bệnh triệu chứng như trên. Tiếp theo thì tôi xin trình bày về cái cơ chế bệnh sinh một cách chi tiết hơn về cái ung thư đại trực tràng này. Thì về yếu tố ngoại cảm thì thấy là có ngoại cảm về thấp nhiệt, sọt sống nơi ẩm thấp. Thì dính hai cái nguyên nhân này thì dẫn đến cái tình trạng là thủy thấp khốn tỳ hoặc là tỳ mất kiện vận. Cái thứ hai là về nguyên nhân là tổn thương về tình trí thì gây ra tình trạng can khí quất kết, thì cũng dẫn đến là tỳ mất kiện vận và thủy thấp nội sinh quất mà hóa nhiệt. Cái nguyên nhân thứ ba là do ẩm thực, do ăn uống những cái cao lương mỹ vị hoặc là những đồ ăn sống lạnh thì dẫn đến cũng tổn thương cái hai tạng là tạng phủ tỳ vị, thì dẫn đến thủy thấp sinh sôi hóa nhiệt mà mất đại trường, và kèm theo đó có sự tích tụ của cặn bã mà thành độc. Và một yếu tố là tình trạng là chính khí hư, tiên thiên bất túc, cơ thể suy nhược mà dẫn đến tỳ thận, tỳ hư, thận khuy, rối loạn vận hóa thủy thấp và thủy thấp nội đình. Về cái chứng hậu của ung thư đại tràng thì có 5 thể. Cái nhất là thấp nhiệt hạ chú, cái thứ hai là ứ độc nội trợ, cái thứ ba là tỳ thận dương hư, khí huyết lưỡng hư, và cuối cùng là can thận âm hư. Về thấp nhiệt hạ chú thì chúng ta sẽ thấy cái triệu chứng bệnh nhân là sẽ có đau từng đợt, trong phân có máu mủ dịch nhầy, có tình trạng là lý cấp hậu trọng, phân thì lúc khô lúc lỏng. Hay triệu chứng của thấp nhiệt như là dạng là nóng rét hậu môn, có tình trạng là buồn nôn, tức ngực, miệng khô, rêu vàng dày, mạch hoạt sát. Thì với cái thể bệnh này thì chúng ta sẽ đối với phép trị là thanh nhiệt lợi thấp, hóa ứ giải độc, và phương dược đại biểu tiêu biểu cho cái thể thấp nhiệt hạ chú là Huệ Giác Hoàng, có nguồn gốc từ cái quyển sách là Thọ Thế Bảo Nguyên của ông Cung Đình Hiền. Thì thành phần của bài thuốc Huệ Giác Hoàng này thì gồm có các vị như là Huệ Giác, Địa Vô, Chắc Ba Diệp, với công dụng là lương huyết, trị huyết. Và với vị tiếp theo là gồm có ba tam hoàng là Hoàng Cầm, Hoàng Bá và Hoàng Liên để thanh nhiệt táo thấp và tả hỏa giải độc. Cái tiếp theo là gồm có Kinh Giới, Phòng Phong, Chỉ Xét để sơ phong lý khí. Và cái cuối cùng là Quy Vị để hoạt huyết và hóa ứ. Về các
triệu chứng da giảm thêm các một số vị thuốc, như là nếu mà bệnh nhân có đau bụng nhiều thì sẽ gia thêm các vị như là hương phụ, quất kim để hành khí hoạt huyết, định thống. Hoặc là bệnh nhân có tiêu nhảy máu, hôi thối thì chúng ta gia thêm các vị như là bạch đầu ong, bại tương thảo, rau sam để thanh nhiệt giải độc, tán huyết tiêu thủng. Với thể thứ hai là ứ độc nội trở thì có những triệu chứng như là bệnh nhân sẽ đau cự án, bệnh nhân có khối cứng, lý cấp hậu trọng, tiêu phân nhảy máu màu tím sẫm và lượng phân lượng nhiều, có triệu chứng là của nhiệt như là phì nhiệt, miễn khát, sắc mặt sẫm tối, da móng khô và chất lưỡi tím hay có điểm ứ huyết, mạch sáp. Chúng ta sẽ dùng biện pháp là hóa hoạt huyết, hóa ứ, thanh nhiệt giải độc với bài thuốc tiêu biểu là cấp hạ trục ứ thang gia vị. Thì ở đây có những cái vị để hoạt huyết, hóa ứ như là đào nhân, hồng hoa, ngũ linh chỉ, diên hồ sách, đan bì, xích thược, đương quy, xuyên khung. Và điều hòa khí cơ thì có ba vị như là hương phụ, ô dước và chỉ xét và cam thảo để điều hòa các vị thuốc. Nếu bệnh nhân có tình trạng mà nhiệt nhiều, chúng ta sẽ thanh nhiệt giải độc với các vị như là hoàng liên, hoàng bá và bại tương thảo. Tiếp theo thì giới thiệu về thể tỳ thận dương hư. Thể tỳ thận dương hư thì bệnh nhân có triệu chứng là bệnh nhân sẽ thích ấm, thích xoa, bụng tuy rằng có khối cứng, và bệnh nhân sẽ có triệu chứng là tiêu phân sống, ngủ canh tả, thì sắc mặt sẽ là nhợt nhạt, hơi thở nhỏ, vô lực, tay chân lạnh, lưng gối đau mỏi, đeo trắng mỏng, chất lưỡi nhợt, bẹo, có dấu răng, mạch trầm tế. Thì với phép trị là ôn bổ tỳ thận với bài tiêu biểu là phụ tử lý trung thang. Vị thuốc chính là nhân sâm để bổ trung điện tỳ vị ích khí. Vị thứ hai là can khương để ôn trung phù dương khử hàn. Vị thứ ba là cam thảo trợ tỳ dương, bạch chuột để táo thấp kiện tỳ, và phụ tử là hồi dương tán hàn. Với bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như là tiêu phân sống, lưng gối mỏi lạnh thì chúng ta sẽ gia thêm bài tứ thần hoàng với bốn vị là bổ cúc chỉ, nhục đậu khấu để ôn bổ tỳ thận, sáp trường chỉ tả. Với vị ngô thù du để ôn ấm tỳ, tán hàn trừ thấp. Với vị là ngũ vị tử để ôn sáp trường chỉ tả. Với thể khí huyết lưỡng hư thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng như là đau bụng liên tục, bụng có khối cứng, có triệu chứng là xa hậu môn, phân có máu, tiêu lỏng, sắc mặt trắng nhợt, môi móng nhợt, người mệt mỏi, hồi hộp thở ngắn, chóng mặt hoa mắt, người gầy ăn kém và chất lưỡi nhợt, đeo trắng mỏng, mạch trầm tế vô lực. Và chúng ta sẽ dùng cái phép trị là bổ khí dưỡng huyết với bài bát chân thang. Nếu bệnh nhân triệu chứng mà bệnh nhân đau bụng liên tục thì chúng ta sẽ tăng cái liều lượng của hai vị là bạch thược và cam thảo chích để hoãn cấp chỉ thống. Với bệnh nhân mà tiêu máu liên tục hoặc không dứt được thì chúng ta sẽ gia thêm cái vị là tam thức, tây thảo, tiên hạt thảo để trị huyết. Với những tiêu chảy thì để thu liễm cứu sáp với hai vị là nhục đậu khấu và xích thạch chỉ. Bệnh nhân có hồi hộp mất ngủ thì chúng ta sẽ gia thêm như là biển trí, toàn táo nhân. Với can thận âm hư thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng như là đau bụng âm ỉ, bụng có khối cứng, táo bón, tiêu phân máu, lưng gối mỏi, chóng mặt ù tai, nhìn mờ. Với triệu chứng của âm hư là ngủ tâm phiền nhiệt, họng khô, đạo hãn, di tinh, kinh nguyệt không đều, gầy ăn uống kém, lưỡi đỏ, ít rêu. Với phép trị là tư thận dưỡng can với phương dược là chi bá địa hoàng hoàng. Các triệu chứng da giảm, nếu bệnh nhân có táo bón thì chúng ta sẽ gia bá tử nhân, hỏa ma nhân để nhuận tràng thông tiện. Bệnh nhân có tiêu đi kèm máu thì chúng ta sẽ hóa ứ chỉ huyết với các vị như là tam thức, tây thảo, tiên hạt thảo. Bệnh nhân có triệu chứng di tinh nặng thì chúng ta gia khiếm thực, kiếm anh tử, hoặc kinh người không đều thì gia hương phụ và đương huy để ích khí hoặc huyết điều kinh. Tiếp theo thì tôi xin chia sẻ với các bạn các bài thuốc trong nghiên cứu lâm sàng ung thư đại trực tràng. Thì với ba bài thuốc là bài khoan tâm ẩm, bài kiện tỳ giải độc phương cũng như là bài điều trường tiêu lũ phương. Bài đầu tiên là bài khoan tâm ẩm. Thì cái bài này là một cái xuất phát từ nghiên cứu từ ở Đài Loan. Thì ban đầu thì cái bài thuốc này được dùng để điều trị cái viêm gan B, viêm gan C. Thì chúng ta thấy ở hình bên trái đây là cái túi thuốc này là mỗi lần bệnh nhân uống là một túi là 100ml. Với các vị chính thì chúng ta sẽ thấy cái vị rất là quen thuộc, đó là chủ yếu là cái bài tứ quân gia giảm với bài đảng sâm, bạch chuột, cam thảo, phục linh, gia thêm hoàng kỳ, nữ chinh tử và khoát khương với liều lượng là 6g, 3g để trong 100ml. Thì bài này được nghiên cứu như thế nào ở trong cái này? Thì đây là bài nghiên cứu từ một nhóm nghiên cứu từ Đài Loan. Thì họ
đánh giá cái bài thuốc khoan thở ẩm để điều trị cho những bệnh nhân ung thư đại trực tràng mà có di căn, để cải thiện cái triệu chứng về rối loạn thần kinh thực vật cũng như là các triệu chứng do ung thư gây ra. Thì chúng ta thấy là với một nghiên cứu mà RCT thì có 60 đối tượng, thì chúng ta sẽ chỉ có là 52 đối tượng là có thể đưa vào nghiên cứu. Thì trước và can thiệp, trước và sau can thiệp thì họ sẽ đánh giá một số tiêu chí như là đặc điểm của bệnh nhân. Cái thứ hai là sẽ đo về năng lượng trên cái đường kinh của bệnh nhân. Và cái thứ ba là đo về cái biến thiên về nhịp tim, cũng như là các triệu chứng liên quan và cũng như chất lượng sống. Và sau đó họ sẽ dùng cho bệnh nhân dùng bài thuốc khoan tâm ẩm trong vòng 2 tuần. Và sau đó đánh giá lại những cái tiêu chí như trên. Thì chúng ta thấy là qua cái bảng biểu này thì chúng ta sẽ thấy là so sánh giữa trước và sau khi sử dụng bài thuốc khoan tâm ẩm thì bệnh nhân đã cải thiện được một số triệu chứng, như là bệnh nhân giảm được mệt mỏi, bệnh nhân giảm được cái triệu chứng đau, cũng như là triệu chứng là buồn nôn, nôn, chán ăn, và cải thiện được cái chỉ số ECOG, là chỉ số về trạng thái hoạt động của bệnh nhân. Và cái thứ hai là đánh giá về chỉ số biến thiên của nhịp tim. Thì chúng ta thấy là cái SDNN là cái chỉ số đặc trưng về đánh giá về cái độ biến thiên về nhịp tim là HRV. Là cái LF và HF. HF là chỉ số để đánh giá về cái giá trị của triệu chứng phối giao cảm, và LF là triệu chứng về giao cảm. Thì chúng ta thấy là sau khi sử dụng cái thuốc khoan thở ẩm, là bài thuốc này, thì đã cải thiện được cái triệu chứng trên chỉ số về phối giao cảm, nhưng mà không có thay đổi về triệu chứng về giao cảm. Cho nên về mặc dù tỷ số có thay đổi, nhưng mà cái tỷ số vẫn giữ như nguyên và không có ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp của bệnh nhân. Và tiếp theo thì nhóm nghiên cứu đánh giá về cái sự dẫn truyền về điện bằng cách là đo những cái vị trí huyệt trên những cái vị trí là nguyên huyệt trên 12 đường kinh. Như chúng ta thấy trước đây là cái hình ảnh sẽ đo. Xin lỗi, có thể em xong cái bài thuốc này mình vượt qua luôn cái chỗ top 10. Còn những cái bài thuốc khác thì các đồng nghiệp người ta sẽ tham khảo thêm. Em qua luôn cái top 10 các cái thuốc, bài thuốc dưỡng trong hậu phẫu. Mình sẽ nhóm nghiên cứu đo cái phần dẫn truyền điện trên cái vị trí nguyên huyệt trên 12 đường kinh, và phát hiện rằng là sau khi dùng bài thuốc khoan thở ẩm thì bệnh nhân có cải thiện trên về dẫn truyền điện trên cái vị trí huyệt của kinh âm. Thì cũng đúng, mà nhóm nghiên cứu thì cũng nhận ra rằng thì nó có sự tương quan về sự thay đổi về các triệu chứng của phối giao cảm, cũng như là sự vận hành khí huyết. Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu về cái vị thuốc gọi là cái nghiên cứu về SLCT dựa trên các cái thông tin trên bảo hiểm y tế tại Đài Loan. Đây là kết quả của quá trình mà nghiên cứu từ năm 2004 tới 2008, thì rút ra được là trong số các bệnh nhân bị ung thư thì có khoảng 29.000 bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng. Cuối cùng thì họ sẽ chia ra làm hai nhóm, một nhóm là có sử dụng thuốc y học cổ truyền và một nhóm không sử dụng thuốc y học cổ truyền. Thì họ đánh giá thì họ thấy rằng kết quả là đối với những bệnh nhân mà sau khi điều trị ung thư đại trực tràng bằng phẫu thuật thì họ khi thường hay đến khám y học cổ truyền, thì đây là những cái vị thuốc mà bác sĩ thường hay kê đơn. Thì trong đó thì có những cái bài thuốc như là bài hương sa lục quân, bài bổ trung ích khí, bài tiêu giao tán gia vị, xâm lên bạch trực tán. Thì chúng ta biết là sau khi mà điều trị về phẫu thuật hoặc là hóa xạ trị ung thư thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng tác dụng phụ, như là bệnh nhân sẽ cảm giác là chán ăn, buồn nôn, nôn, mất ngủ. Thì với những cái bài này thì họ đã cải thiện được những cái triệu chứng tác dụng phụ trên bệnh nhân, như là hương sa lục quân sẽ làm tăng tiết ghrelin, làm cho kích thích cái sự thèm ăn của bệnh nhân, hay là bổ trung ít tiết hang để chống ung thư đường tiêu hóa, hay là bài tiêu giao tán gia vị. Thì cái bài này chúng ta thường hay biết là điều trị cái tình trạng mà rối loạn mất ngủ, hoặc là rối loạn lo âu, hoặc là trên những phụ nữ mà tiền mãn kinh. Trong đó thì họ thống kê rằng là có 10 vị này là thường hay kê đơn. Trong đó thì có thể kể đến cái vị là thường hay gặp trong điều trị ung thư là bạch hoa xà thiệt thảo, bán chi liên. Có tác dụng theo dược lý y học hiện đại là chống tăng sinh mạch máu, chống ung thư,
hoặc là những cây huyết đằng thì có tác dụng là ngăn ngừa sự di căn, hoặc là đang xâm để chống tăng sinh mạch máu, chống ung thư và điều hòa viêm và đáp ứng miễn dịch. Và một nghiên cứu tiếp theo thì tôi thấy là đánh giá về sự kết hợp giữa điều trị y học hiện đại và điều trị y học cổ truyền, đánh giá trên sự sống còn của bệnh nhân sau khi bị ung thư đại trực tràng. Thì qua cái biểu đồ này chúng ta thấy rằng là với những bệnh nhân mà có điều trị kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền thì có thể cải thiện được cái sự sống còn của bệnh nhân ở mắc khi mà bị ung thư đại trực tràng ở giai đoạn 3 như là giai đoạn 4. Chúng ta sẽ có thấy ở cái hình 2C và 2D, đó là bệnh nhân ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Và tiếp theo thì cũng đánh giá được khoảng 10 bài thuốc là thường dùng trên bệnh nhân ca đại tràng có sự điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại. Thì có 4 bài cần phải kể đến là cái bài như là lục vị đi hoàng hoàng, gia vị tiêu giao tán, bình vị tán, như là bài quy tỳ thang để điều chỉnh cho bệnh nhân bị khí huyết hư, tỳ hư, can thận âm hư. Và ở đây là cái những đánh giá trên bệnh nhân mà vẫn còn sống sót ở trên bệnh nhân ca đại tràng. Thì đây là 4 bài thuốc. Hồi nãy tôi mới đề cập là như bài tiêu giao tán gia vị, chi bá địa hoàng hoàng, bình vị tán và quy tỳ thang. Thì với liều dùng nhân là từ 4,5g tới 5g. Rồi với thời gian là khoảng 1 tháng tới 2 tháng. Thì ở đây chúng ta thấy là cái liều từ một bài thuốc mà từ 4g này chúng ta thắc mắc như đó là tại sao? Tại vì ở Đài Loan thì đa số để nhân không có dùng sử dụng thuốc sắc mà sử dụng là thuốc bột, cho nên là một bài thuốc có thể dùng một lần dùng là khoảng từ 2 tới 4g trong một bài thuốc. Và do đó là qua những cái chia sẻ như trên thì chúng ta thấy rằng là cái điều trị về y học cổ truyền trên những bệnh nhân ung thư thực sự là không là khó, mà cái đó là gọi là một cái sở trường của chúng ta. Chúng ta phải có sự tự tin với cái điều trị về ung thư trên những bệnh nhân đã qua quá trình điều trị bệnh y học hiện đại rồi. Chúng ta qua y học cổ truyền chúng ta sẽ khắc phục những cái triệu chứng tác dụng phụ mà y học hiện đại gây ra. Và xin cảm ơn các bạn.